Hello, xin chào các bạn, chào các em nhỏ, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Anh cùng với cô Trang bé bự nhá. Các bạn có biết đấy là bài hát gì không? Đó là bài hát Something Just Like This của Chainsmoker cùng với Coldplay. Đó, bài hát khá là vui nhộn, khá là vui nhộn. Bài này có bài Superhero, Spider-Man and khá là... Bài hát này rất là hợp với các bạn nhỏ đấy. Các bạn hãy thử tìm bài hát này xem và học hát xem nhá. Học tiếng Anh qua bài hát, học tiếng Anh qua bài hát cũng khá là thú vị đó nha. Và ok, các bạn biết hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài nào không ạ? Đó là tiếng Anh lớp 4 tập 2, Unit 15, When Students Day. Và chúng ta đã xong Lesson 1, Lesson 2. Và hôm nay chúng ta sẽ học Lesson 3. Đó là lesson cuối cùng trong Unit 15, đúng không? Và các bạn biết không, trong lesson 3 thì chúng ta sẽ luôn luôn là có phần học về phát âm, đúng không ạ? Có phần học về phát âm. Và buổi hôm trước thì chúng ta, trong unit 14 thì chúng ta đã học phát âm cặp rồi, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cặp đây, là gì đây? Hai phụ âm, hai cặp phụ âm, đúng không ạ? Đây, phụ âm đôi. Âm L, các bạn chỉ nói cộng L. Đấy, ví dụ thành clothes, clothes. Đó, và dưới là flowers, flowers, đúng không ạ? Và trước khi thì đi vào từng phần của lesson 3 thì hỏi các bạn rằng chúng ta đã có những mẫu câu nào trong bài Unit 15 nhỉ? Thứ nhất là hỏi về when. Với từ để hỏi là when, là khi nào thì sẽ diễn ra. Và trực tiếp thì trong bài này chúng ta sẽ học là khi nào thì sẽ diễn ra một sự kiện nào đó, đúng không ạ? Bây giờ Trang muốn hỏi các bạn rằng when's your birthday? Birthday, when's your birthday? Khi nào thì sinh nhật của bạn vậy, đúng không? Chúng ta có thêm một câu mẫu câu đó khác so với mẫu câu bài này nhá. Bài này thì sẽ hỏi là when is Children's Day, đúng không? When is Children's Day, đúng không nào? Và rất nhiều những mẫu câu khác nữa trong bài này, những ngày lễ, đúng không ạ? Và khi vào những mỗi dịp đặc biệt như vậy thì các bạn sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là trong bài lesson 2 thì chúng ta sẽ hỏi là what do you do at Tết, đúng không ạ? Tết vừa mới trôi qua cách đây hơn 2 tháng, đúng không nhỉ? Đúng rồi, và đến bây giờ thì cảm giác như là vẫn đang nghỉ Tết vì chúng ta không phải đến trường. Bởi vì sao? Bởi vì Covid, dịch Covid, Covid rất là nguy hiểm nên chúng ta cần phải tạm xa mái trường, không học ở trường nhưng mà chúng ta sẽ học ở nhà, đúng không nào? Ok, và what do you do at Tết? Và bây giờ là what do you do at home? Hoặc what do you do on Children's Day? What do you do on Labor Day? What do you do on National Day? Đúng không ạ? Ok, và tiếp theo, hôm nay chúng ta vào bài của chúng ta thôi nha. Ok, Lesson 3 with Activity 1, listen and repeat, ok? Lắng nghe và chúng ta sẽ nhắc theo nha. Nào, ok. Page 34, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. Clothes. She wears new clothes at Tet. Close. Close the door, please. Flowers. My mother buys lots of flowers for Tet.
floor. I clean the floor in the afternoon. Page 34. Activity 2. Listen and write. Then say aloud. 1. We give our teachers lots of flowers on Teacher's Day. Page 34. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Listen and repeat. Clothes. She wears new clothes at Tet. The Tet. Clothes. Close the door, please. Flowers. My mother buys lots of flowers for Tet. Floor. I clean the floor in the afternoon. Page. Ok, chúng ta sẽ vào âm đầu tiên, chúng ta sẽ phát âm như nào? K và đẩy cong lưỡi là âm L. Ok, âm này sẽ nói là close. Ok. Và chúng ta sẽ câu ví dụ là she wears new clothes at Tet. She wears new clothes at Tet. Okay. She wears new clothes at Tet. Okay. That. Trong bài thì ta sẽ thấy là bạn ấy chọn nối này. That Tet. She wears new clothes at Tet. She wear new clothes at Tet. She wear clothes at Tet. Okay, đúng không ạ? Câu tiếp theo. Close the door. Please. Câu này là cô ấy mặc quần áo mới vào dịp Tết. Cô ấy mặc quần áo mới vào dịp Tết. Và câu này là làm ơn đóng cửa dùm. Close the door, please. Làm ơn đóng cửa dùm. Ok. Em âm này là flowers. My mother buys lots of flowers for Tet. 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 Okay, one more time. My mother buys lots of flowers for Tet. Okay. Tiếp theo, floor. I clean the floor in the afternoon. Câu trên là mẹ tôi mua nhiều hoa cho dịp Tết. Câu dưới là tôi lau sàn vào buổi chiều, đúng không? I clean the floor in the afternoon.
I clean the floor in the afternoon. I clean the floor in the afternoon. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Tôi sẽ lau sàn vào buổi nhẹ, buổi chiều đúng không? Tôi lau sàn nhà vào buổi chiều. Còn các bạn thì sao? Có các bạn nhỏ nào làm công việc đó không? Ok, và chúng ta sang Activity 2. Listen, write, then say aloud. Listen and write, then say aloud. Ok, cùng nghe nè. 34. Activity 2. Listen and write, then say aloud. 1. We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day. 2. Close the door, please. 3. The clothes are beautiful. 4. She's cleaning the floor now. Page 34, Lesson 3, Activity 1. Page 34, Activity 2. Listen and write, then say aloud. 1. We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day. 2. Close the door, please. 3. The clothes are beautiful. 4. She's cleaning the floor now. Page 34, Lesson 3, Activity. Ok, các bạn đã nghe được chưa? Các bạn đã nghe được, có ghi chép được những từ nào trong chỗ trống này không? Chúng ta xem nào. Câu đầu tiên đó là teachers, nghĩa là giáo viên à. Teachers, teachers, we give our teachers lots of 3 chấm on Teacher's Day. Thế thì chúng ta sẽ tặng, give, đấy, tặng ai đó cái gì đó sẽ là we give our teachers lots of. Chúng ta sẽ tặng giáo viên điều gì, những cái gì vào ngày Teacher's Day, ngày nhà giáo Việt Nam đúng không? Vào ngày nhà giáo, kỷ niệm ngày của các thầy cô giáo thì chúng ta sẽ tặng gì? Thế các bạn chỉ tặng gì trong đoạn băng vừa nãy thì là tặng gì ạ? À? Uh-huh. Chúng ta thử nghe xem là tặng gì nào. Activity 2. Listen and write, then say aloud. 1. We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day. Okay, nghe thấy gì chưa? We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day. Okay, hãy viết xuống đáp án của mình nhá. Okay, đúng rồi, đó là flowers. Đúng rồi, flowers. Chàng chỉ nhắc thế thôi nhá. Okay, thank you các bạn. Và bây giờ câu thứ hai sẽ là the door please. Thì đó là hành động gì nhỉ? Một lời đề nghị ai đó làm việc gì đó giúp mình thì sẽ là gì đây? Làm ơn làm gì đây? 2. Close the door please. Close the door please. Đó là gì hả? Close the door please. Đó là gì? Làm ơn cửa lại giúp tôi với. The door please. Làm ơn. Ok. Và câu thứ ba là cái gì đây? Một câu cái gì đó rất là đẹp đây. Are beautiful. Are beautiful. Beautiful. Ok, đẹp. Beautiful. The clothes are beautiful. The clothes are beautiful. Đó là gì? Đúng rồi, chính xác luôn. Và câu số 4 là gì? 4. She's cleaning the floor now.
She's cleaning the floor now. She's cleaning the floor now. Bạn ấy lau cái gì đấy ạ? Lau cái gì nhỉ? Ở nhà các bạn thì sẽ phải lau gì này nhỉ? She's cleaning floor now. She's cleaning the floor now. Đúng không? Ok, đúng rồi các bạn nha. Rồi, vậy là chúng ta tổng hợp lại là chúng ta sẽ tặng thầy cô giáo cái gì đây vào ngày nhà giáo Việt Nam. Câu thứ hai là nhờ ai đó đóng hay mở cửa nhỉ? Làm ơn cửa giúp tôi với. Câu số 3 là ôi những cái này đẹp quá. Câu thứ 4 là cô ấy đang lau. Đúng rồi. Chúng ta sang activity 3 là gì đây? Hát hả? Rất là vui. Hát rồi. Let's chant. Page 34, activity 3. Let's chant. What do you do at Tet? 1, 2, 3, 4. We buy flowers and decorate a house. We clean the floor and we wear new clothes. We go out and run along the street. We see our family and all our friends. Page 34, activity 3. Let's chant. What do you do at Tet? Okay. What do you do at Tet? Chúng ta phải đếm đúng không? 1, 2, 3, 4. We buy flowers. We buy flowers and decorate the house. We clean the floor. And we wear new clothes. We wear new clothes. We go out and run along the streets. We see our family and all our friends. Okay. Đúng rồi, hãy thực hành hát bài này xem nhé các bạn. Ok. What do you do at Tet? Và chúng ta sang activity 4. Read and write. Và bây giờ cô Trang sẽ đọc cho các bạn nghe. Đây là câu chuyện gì, sau đó các bạn điền xuống phía dưới nhé. Ok. Nào, xem là đọc xong câu chuyện là chúng ta xem câu chuyện này có những nhân vật nào, được không ạ? Hello, am I? It's Tet soon. I have a lot of fun with my family. Before Tet, we go to the market and buy many flowers. We decorate our house and make bantun. We have a big party and watch the firework displays. During Tet, we visit our grandparents, teachers, and friends. We love Tet very much. Ok, đây là một bạn nào đó. Đây ạ. Bạn, đây là câu chuyện của bạn Mai. Bạn ấy kể chuyện về dịp Tết, đúng không ạ? Dịp Tết, đúng không? Bạn ấy kể về câu chuyện dịp Tết vừa qua. Thì bạn ấy nói rằng như nào? Bạn ấy có rất là nhiều niềm vui với cả gia đình bạn ấy. I have a lot of fun with my family. Trước Tết thì, before Tết, we go to the market and buy many flowers. Trước Tết thì
Và chúng tôi đi chợ và mua rất là nhiều hoa. We decorate our house and make bánh trưng. Chúng tôi trang trí nhà của mình và làm bánh trưng, gói bánh trưng, đúng không ạ? We have a big party and watch the firework displays. Chúng tớ có một bữa tiệc lớn gia đình đấy, và cùng nhau xem bắn pháo hoa. During Tết, trong dịp Tết, we visit our grandparents. Chúng tôi đến chúc Tết ông bà. Teachers, cô giáo, and friend, bạn bè. We love Tết very much. Chúng tớ rất là yêu thích, yêu Tết đúng không ạ? Đó. Ok, là chúng ta điền xuống dưới nó là câu đầu tiên sẽ là nói về chủ đề gì? It's Tết. Ok. My family go to the market and buy. Gia đình bạn Mai đi chợ và mua rất nhiều thứ gì đây? Chúng ta vừa nhắc đến rồi. Bạn nhớ không? Mua rất nhiều thứ gì nhỉ? Nhiều gì rất nhiều màu sắc và rất là đẹp dùng để trang trí ở nhà đó nhỉ? Đúng rồi, các bạn đoán đúng rồi đó nha. Ok, câu thứ ba là họ trang trí thì hoa thì để sorry, đã tiết lộ mất rồi. Hoa thì là gì ta? Trang trí gì nhỉ? Trong dịp Tết thì chúng ta cần phải trang trí. Trang trí gì ta? Đúng rồi, trang trí nhà nhá. Trang trí nhà thì nó là gì? Điền vào đây. Và gói bánh gì là phong tục truyền thống của Việt Nam? Make. Decorate. Ba chấm and make. Ok. Họ cùng nhau xem gì nhỉ? Vào đêm giao thừa. Đúng rồi. Sau đó thì họ sẽ đến thăm. Ai là người lớn tuổi trong gia đình nhá? Ai là người đến tuổi thì mình sẽ đến thăm. Sau đó đến thăm ai là người dạy học mình nhỏ? Và tất cả các bạn bè nữa, đúng không? Chính xác luôn. Ok. Và chúng ta sang phần activity 5 là các bạn sẽ phải hãy viết về dịp Tết của các bạn sẽ như thế nào. Write about your Tết. Ok. About me. And next time I will tell you about my Tết. Ok. Và các bạn hãy miêu tả về dịp Tết của bạn nhá. Ở đây có gợi ý này. Trước khi Tết thì các bạn sẽ phải làm gì? Câu Trang gợi ý này. Trước khi Tết đến thì chúng ta sẽ phải dọn dẹp nhà cửa, đúng không? Dọn dẹp nhà cửa là clean the house, clean the floor. Ok. Sau khi chúng ta phải dọn dẹp nhà cửa rồi này, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những bộ quần áo mới, đúng không? Thì chúng ta sẽ là mua quần áo mới, buy new clothes. Ok. Chúng ta mua quần áo mới rồi thì chúng ta cũng cần phải mua những đồ trang trí cho gia đình, giống như là hoa, đúng không? Và còn gì khác nữa nhỉ? Chúng ta thường thấy là chúng ta sẽ trang trí nhà bởi vì cây quất hoặc cây đào. Thì nó sẽ là cây đào sẽ là peach blossom hoặc là kumquat tree. Chúng ta sẽ trang trí, đúng không? Và chúng ta còn phải trang trí nhà thì chúng ta sẽ là decorate the house. Đúng rồi. Và chúng ta cũng phải giúp bố mẹ gói bánh chưng nữa. Make bánh chưng. Ok. Và trong dịp Tết thì chúng ta làm thế nào? Vào đêm giao thừa thì chúng ta còn xem bắn pháo hoa nữa, đúng không? What firework displays. Đúng rồi. Có thể là các bạn cũng có thể là xem phim hoặc xem một chương trình nào đó liên quan đến dịp Tết, đúng không? Dịp Tết thì sao? Trong Tết thì chúng ta during Tết thì chúng ta phải đi chúc Tết ông bà, chúc Tết họ hàng. Chúc Tết ông bà là visit grandparents, visit teachers, visit friends and visit relative. Tức là họ hàng của chúng ta đó nhá. Hãy kể về câu chuyện Tết của các bạn. Ok. Thank you. Và ở đây activity 6 là chúng ta có một việc nhỏ nhỏ như nào đây.
Make a greeting card for Tết, then write wishes to your friend. Hãy viết một bức thiệp vào dịp Tết, thiệp chúc mừng năm mới để gửi đến các bạn của các bạn nhé. Ok. Đây là người sẽ nhận bức thiệp này. To wishes là lời chúc của các bạn vào dịp Tết. Và from Chang with love to my pupils. To my pupils is you, right? I wish you be healthy, happy, and get a good result in the new year, đúng không ạ? Chúc bạn sức khỏe này, hạnh phúc này và sẽ đạt được kết quả tốt trong năm nay, đúng không ạ? Đấy, cô Trang sẽ gợi ý cho các bạn một số lời chúc như sau. Đấy, chúng ta có thể gửi các bạn một số lời chúc. Wishing you all the magic of the new year. Wishing you all the magic of the new year. Chúc các bạn mọi điều thần kỳ trong một năm mới. Wishing you all the best in the new year. Chúc các bạn tất cả mọi điều tốt lành vào dịp năm mới. Wishing you health and happiness in the year to come. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc khi mà năm mới đang đến. I hope that the coming year bring you peace and prosperity. Đúng rồi. Prosperity. I hope that the coming year bring you peace and prosperity. Tôi hy vọng rằng năm mới đang đến sẽ mang đến cho bạn bình an và thịnh vượng, an lành và thịnh vượng, đúng không? An khang thịnh vượng đó. On occasion of New Year, wishing all your family happiness and lucky. Vào dịp năm mới, tôi chúc cho gia đình của bạn, toàn thể gia đình của bạn hạnh phúc và may mắn. On occasion of New Year, wishing all your family happiness and lucky, đúng không? Đó, đó là một số lời chúc các bạn có thể vận dụng vào để làm bài tập này nhé. Ok, hãy vẽ một bức thiệp thật là đẹp và gửi tặng cô Trang chẳng hạn, gửi tặng bố mẹ, gửi tặng ông bà nhé. Và cảm ơn các bạn hãy đã lắng nghe video của Trang. Thanks, kì. And see you next time. Bye bye.